Dạ vâng, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Đặc sản Ma Sơn Lâm. Kênh YouTube Đặc sản Ma Sơn Lâm là một kênh chuyên chia sẻ về những kiến thức về thảo dược, đặc biệt là nấm lim xanh và đông trùng hạ thảo. Thì hôm nay thì bên shop bên mình đang sưu tập được những gốc và những cây nấm lim xanh, mình phải nói là có 102. Những cây nấm rất chi là lớn. Thì mình cũng xin được giới thiệu mọi người. Ở đây là mình đang có 5 cây nấm thuộc gọi là ngoại cỡ, gọi là hàng siêu khủng mọi người nhé. Hàng siêu khủng ạ. Đây mọi người nhìn xem, đây là một cây nấm. Nó không nó gọi là nó vừa phát triển vừa đến tuổi, rất chi là đẹp. Nó không bị hoa gỗ và dùng được những cây nấm như này thì phải nói là dược tính nó gần như là rất chi là tốt. Tại sao lại có những cái cây nấm mà lại siêu khủng như này? Nó kết hợp rất nhiều yếu tố mà ta gọi là thiên thời địa lợi thì mới có ra được cái nấm như này. Mọi người để mình có thể so sánh cho các bạn với những cây nấm bình thường. Các bạn biết nấm bình thường, nấm lim xanh này đúng không? Đấy, những cây nấm này thì là nó tai mũi như này. Đây các bạn nhìn xem, cây nấm này này nó đang phải to, nó to gấp mấy lần ạ. Đấy, chưa kể những cây nấm nhỏ này nữa. Đây hoàn toàn tất cả đều là nấm lim xanh tự nhiên và những cây to cũng là tự nhiên. Đấy, mọi người nhìn xem. Mình thấy các bạn thấy có sự khác biệt rất chi là lớn không? Mình sẽ giải thích cái quá trình hình thành của cái cây nấm lim xanh dạng là khổng lồ như này. Ở đây mình sẽ cho quay cho mọi người xem các gốc nấm để mọi người nhìn biết là đây là nấm rất chi là chuẩn và xịn. Đây này mọi người nhìn này, đấy, trên gốc còn nguyên gốc nấm này, thân nấm cứng dài, đấy. Đây cũng thế, cũng còn nguyên nguyên gỗ lim này, đấy mọi người nhìn xem. Đây dưới cái này là một tay rất chi là đẹp, mình phải nói là năm tay nấm này rất chi là đẹp. Đây, nấm trình sần sùi đây, đang nhìn này, đấy là một trong tự nhiên đây nhá. Sau đây mình sẽ giải thích cái quá trình hình thành những cái nấm như này. Vừa rồi mình có nói là mình phải kết hợp được đầy đủ các yếu tố, đó là thiên thời địa lợi. Là vì sao? Bởi vì các bạn biết là cây nấm mà nó sinh trưởng to như này thì cái cơ chất gọi là cái môi trường sinh sống của nó phải, cái dược tính nó phải là cao nhất, nó phải rất là lớn thì nó mới đủ cái dinh dưỡng để nuôi cái cây nấm nó to là như này. Ngoài ra thì cái yếu tố đấy để hình thành thì các bạn biết là cây gỗ lim sau khi chết ở trong rừng thì tầm 3 đến 4 năm bắt đầu cái gỗ lim nó bắt đầu nó mới mục ra, và lúc đấy thì nó mới là cái điều kiện tốt nhất để cho cái bào tử nấm lim bám vào và bắt đầu sinh trưởng thành những cây nấm lim. Và các bạn biết là trong rừng lim thì không, khi mà người ta vào trong rừng thì người ta bất kể các bạn loại nấm như nào, từ nấm lụp gọi là nấm mới trồi lên nhỏ nhỏ như này, nấm xòe xòe nhỏ xíu, hoặc là nó đang là những cái búp nấm nó cũng đang trồi lên, thì bất kể bà con sẽ lấy luôn, không 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 họ sẽ không để, bởi vì là họ mất công đi vào rừng. Và mình thực tế mình đã đi vào rừng rồi nên mình hiểu. Đây ví dụ như những búp nấm như này thôi, trong cái trình này của mình thì đều là mọi người sẽ lấy đấy, những tay nấm như này, nó còn non nó như này, nhỏ nhỏ như này thì người ta đã lấy rồi. Đây bản thân mình đây, mình đi là hai nấm và mình hái được một cái lụp, một cái búp nấm rất là lớn. Mình biết cái búp này ấy, nếu mà để ấy, thì là nó sẽ rất chi lớn mọi người nhìn này, đây cái này đấy. Nhưng mà khi vào rừng thì mình đã lấy được và mình cũng phải nói là mình cũng không mình phải lấy thôi, bởi vì là mình không lấy thì người khác cũng lấy, mà mình mất công vào rừng hơn 1 tiếng đồng hồ băng rừng để mình lấy. Đấy nên ra là cái vấn đề là thiên thời thiên thời gọi là cái địa lợi thì mình thấy như là một yếu tố đó. Thứ nhất là cái cơ chất này, thứ hai nữa là cái con người. Có người ta phải lấy đúng cái thời điểm nào cây nấm nó đã phát triển vừa tầm đẹp luôn thì là mọi người đâu mà lại lấy được đấy. Và còn một yếu tố nữa đó là có là khi mà cái nấm này nó lại phát triển vừa tầm đến tuổi để thu hái cơ, nó không 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 bị dày, nó không dày nấm mà nó đang là quá trình rất chi là đẹp. Bởi vì các bạn biết là nếu mà cây nấm là nó đẻ quá lớn thì nó sẽ dày cộp 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 lên và nó sẽ hoa gỗ, nó mục đi, nó không còn thực chất nữa mà nó chỉ còn là gỗ thôi. Ở đây những cây nấm này bạn thấy không? Rất chi là đẹp, tai nấm nó mỏng vừa phải, rất chi là đỉnh ạ. Đấy là cái quá trình hình thành của cái nấm này như vậy. Thế có nghĩa là để mà sang những cây nấm như này thì là phải là những cây gỗ lim chết sau 3-4 năm và nó bắt đầu ra nấm lim
lứa đầu tiên. Bởi vì nếu mà lứa sang năm sau thì nó sẽ lấm rất tia nhỏ, nó sẽ nhỏ hơn, và cứ năm sau nữa nó sẽ lấm ra nhỏ. Đây chính là một cái quá trình mình thành, ví dụ như là năm nay được như này, năm sau sẽ được như này, năm sau nữa sẽ được như này nếu ở cùng một gốc, và năm sau nữa sẽ được như này, và còn có thể là được nhỏ hơn nữa. Ở đây mình sẽ có cái lấm nó sẽ còn nhỏ hơn nữa thì phải. Để mình làm ví dụ cho mọi người. Thế thì là mọi người có thể hiểu là nó sẽ rất nhỏ, nó sẽ càng nhỏ dần như này chẳng hạn thế đấy. Nhưng mà cái dược tính thì là chỉ cần cái tay lấm mà nó phát triển hết như này thôi, coi là nó đến tuổi thu hái, bởi vì là nó ra được như này thì cũng là cái dinh dưỡng, là nó hút hết dinh dưỡng của cái gốc lim ấy, thì nó sẽ ra được như này, mình hiểu, mình hình dung như vậy đấy. Thì là cái dược tính nó đã tốt kia tốt rồi, nó chỉ cần là gọi là nó phát triển hết tán hoặc là gần hết tán đầy đủ thôi, thì dạng như này đấy, như này là khó, là ok lắm rồi mọi người nhìn nhá. Còn đâu nếu một cái lấm nào mà nó chưa phát triển hết tán ấy, thì là nó sẽ dược tính nó sẽ chưa cao, và mình như lấm như này nhé. Thì vâng, thì cũng rất chi là vui được được mọi người chia sẻ mọi người về những cái lấm mà mình được sưu tầm được như này, mình thấy rất chi là vui. Ngoài ra thì ở đây bên mình cũng đang có một sản phẩm, đó là lấm lim xanh của thương hiệu bên mình, đó là lấm lim xanh 365 với thương hiệu của bên mình. Bởi vì mình làm cái sư lấm nên mình rất chi là tâm huyết với sản phẩm là lấm lim xanh và lấm lim chi. Thì bên mình có sản phẩm là gồm đang có sản phẩm là lấm nguyên tai nguyên gốc nguyên bản để gửi mọi người, và thứ hai là sản phẩm lấm lim xanh Thái Lát ở đây, và tờ hướng dẫn sử dụng cho mọi người chi tiết từ cách sơ chế, liều dùng như nào, tất cả đã đều có trong của này tờ này rồi, và túi sách để mọi người có thể sách về làm quà tặng người thân, đố tặng. Vâng, xin cảm ơn mọi người rất nhiều xem mỗi clip. Mọi người có nhu cầu về những loại thảo dược quý khác như là tam thất ngọc linh, đông trùng hạ thảo và các loại rượu khác nữa, rất nhiều nữa, thì chắc là mình đã giới thiệu rất nhiều rồi. Mọi người có thể vào đăng ký kênh của mình để biết. Và bên mình đang hỗ trợ với những khách hàng mà có nhu cầu thì mình sẽ hỗ trợ về tất cả, như là lò sấy điện, mình sơ chế cắt thái theo yêu cầu của khách luôn ở trong cửa hàng. Rồi đó đóng gói hút chân không như này để cho đảm bảo. Rồi, xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người nhớ đăng ký kênh của mình để có thể theo dõi được nhiều clip nữa. Xin cảm ơn rất nhiều mọi người.